Chào mọi người nhá. Mọi người nhá. Hôm nay mời mọi người đến với video tiếp theo của nhóm chúng em nhá. Đó là món mè gà xào thập cẩm này. Đây là nguyên liệu chính này. Mè gà và hành tây và ớt. Các loại gia vị kèm theo. Món mè gà xào thập cẩm siêu to khổng lồ nhá. Thì mời mọi người đi theo em để làm nhá. À, sẵn sàng. Bây giờ mọi người theo nhóm chúng em triển nhá. Let's go. Làm đi. Bỏ cái này ra. Rồi. Hả? Ui, thò tay vào. Cứ để tí mà bốc ăn. Cái gừng đâu? Cái chú văn hơi gầm gầm. Bây giờ mình cho gừng vào để táo nước táo mè nhá. Cho gừng cho chú một tí súp vào trong nước nồi nước. À gì ngon. Lấy cái muối thủng ra đi. Cháo hết được. Chuẩn mày nhá. Quá nghịch sao
thớt gì. Thớt nhá. Vị nước mắm này gia vị chính này. Nước mắm nhá. Ôi. Mùi chín nhá. Cho hết rồi, cho hết rồi. Nhá. Ôi. Cho hành ớt vào xào nhá. Không ra xào đâu, không ra. Trực đến rồi nhá. Hello. Thấy trực đến đây à? Lên lô tí cổ. Và anh ơi cầm về cầm đá cho đồi nó uống. Ai. Nóng quá. Làm như bà bảo. Như à? Về nhà nhá. Không cần đâu, không cần đâu. Nhưng mà bốc được mà. Bốc được, ăn được. Này bốc ngon mà. Cay bên ngay đúng không? Hả? Ít phòng nó ngon. Cay này. Ố chén cho hết đi nha. Bốc à? Dạ. À, không có dữ liệu gì nhỉ? Cả người có dữ liệu. Miến này còn màu mới lát ấy. Lát nào được. Miến này miến đào. Miến đào. Hôm nay các đôi chú đi kìa. Đấy đúng rồi. Ăn quả, hôm nọ rau á, 2 ngày mẹ ăn riêng nữa hỏi ông Văn này. Cứ bế trên tay. Hôm trên bà, cứ về lên bà lộn cái. Hà Nội, biến điểm. Chiều đi làm, biến điểm, mệt hết. Bây giờ nó nghỉ hè thì mới đi được thôi. Cho đi vào trường quân đội. Em bắt đi, em bách đi ạ? Ừ. Nghĩa là chị quên đăng ký cho bách á, sợ tự nhiên biết trường đấy mà. Hẹn mọi người video sau nha. Bye bye. Bye bye.